với nhau rồi. Bố mệt mỏi vì bố uống rượu quá nhiều. Và bố đang mệt mỏi khi bố đi uống rượu về đấy. Đi uống rượu về nhà người ta ngủ. Đi tắm à? Kỳ. Có vẻ rảnh quá. Có qua con quay đâu mà đến lúc con quay dùng xong thì em cũng ấy rồi. Cũng yên cơm rồi. Mẹ mình gọi mấy đứa bọn nó về hết bố. Bọn này quá là nó về 3 giờ. Anh giật đấy. Nên anh nếu có ý định ngoại tình vợ sau lưng thì anh nên bỏ đi. Chứ em không cần hỏi thì đồng bọn anh nó phải tự khai ra anh thôi. Không có gì để quay nhỉ. Không đủ làm được nhiều cái gì. Đã có gì không? Đặt cửa đi ra. Anh nghe thấy em nói không? Nếu có ý định ngoài tình vợ ấy thì nên né bọn trong tổ ra. Không ai, anh chưa đi chúng nó đã báo cáo xong mẹ rồi. Báo cáo gì? Anh đừng có sợ. Anh không sợ á? Tao không biết thì tao mà biết thì mẹ sau lưng tao thì mày xác định luôn đi. Tao không biết là chưa ngoại tình. Sao mà biết thì cuộc sống là một cú lừa. Tao mà biết thì Hoàng My ngừng hot luôn em ạ. Đã đéo hot được rồi thì cho nó ngừng hẳn luôn. Có phơi quần áo kia thôi. Anh mới ra mẹ vãi trưởng mà mẹ chỉ
đầy to nặng. Cái gì? Quần sắp chết rồi. Cái gì? Cây. Cái gì? Cây rồi chồng sửa. Cái bọn bên phòng em hay thế đấy, cứ đi trồng cây thì thôi, thấy chưa cái là thấy nó trồng đến chiều luôn rồi. Thì cứ mời anh. Thôi nào. Ta xin lớn lắm rồi bọn này, cứ sợ gì. Đây bảo đây không sợ, nhưng đây không có hứng thú ăn uống. Phải nói thế chứ mình phải lập trường tư tưởng vững vàng ấy. Đây mình cũng đi luôn. Đã về ra đây những thằng sợ chết thì kiểu. Mà tao không sợ chết nhưng tao không thích đàn đú. Tao là người có gia đình rồi. Thế đây bọn anh khóc cái gì? Anh? Ừ. Thế đây bọn anh ăn cái gì? Học tập thì nhiều, nó gọi nhiều. Thế không được, 10 thằng, cũng có 4 thằng gọi lại. Thế 4 thằng đi say sấp mặt đúng không? Thằng Mua có đi không? Có. Thằng Mua nó hôm nay nó nghỉ mà. Nó nghỉ nhưng mà nó ra đấy, là kia nó gọi ra. Thử ở đây luôn. Cô không biết mà về à? Bạn ấy sao cơm ăn bạn ơi?